Chào các bạn. Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được một cái men Acer nha các bạn. Một cái men Acer model là ZRT nha các bạn. Cái mã men nó đây. Mã men nó là tại vị trí này nha các bạn. DA0. DA0. EZRT MB6D0 nha các bạn. Review D. Thì hiện trạng của cái con này là không nguồn nha các bạn. Máy không nguồn. Sau khi mình đã tháo cái men ra ngoài thì mình quan sát mình thấy ngay vị trí nguồn đầu vào nha các bạn. Ngay vị trí nguồn đầu vào. Đây, tại vị trí này là máy bị vô nước nha các bạn. Và xét nguyên khu vực này. Máy đã bị xét nguyên cái khu vực này. Đây. Mình sẽ cho các bạn xem. Máy bị xét nguyên khu vực này nha các bạn. Thì sau khi mình kiểm tra Sima và bao view thì mình xác định được những con linh kiện này nha các bạn. Đó là nó một cái con BD5. Đây là cái con diode BD5 nha các bạn. Diode này diode bảo vệ nha các bạn, Zener. Và một cái con BD3 nha các bạn. Con BD3 đây là cái đưa vào cái chân V-in của con IC sạc nha các bạn. Con BU11 vào con IC sạc BU11 nha các bạn. Và một cặp điện trở là BR127 và BR khu vực BR127 BR128 nha các bạn. Là nó vào cái chân AC detect. Đây, đây là một cái cầu phân thế nha các bạn. BR229. Đây là một cái cầu phân thế. Nó để nó đưa vào chân số 6 AC detect của con IC sạc BU11 nha các bạn. Đó, nó sẽ vào khu vực của con IC sạc BU11. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ xử lý khu vực này nha các bạn. Mình sẽ vệ sinh và hàn khò lại khu vực này. Sau đó mình sẽ cắm nguồn và cho các bạn xem là máy có vào nguồn hay không và men có hoạt động không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ xử lý lại cái khu vực này nha các bạn. Máy vô nước ngay khu vực này. Rồi, sau khi mình đã xử lý cái vị trí này nha các bạn. Mình xử lý và mình đã gỡ những cái linh kiện rỉ sét ra. Đây, các bạn quan sát là những cái dấu chân đó đây. Mình đã gỡ bỏ những cái vị trí rỉ sét. Bây giờ mình sẽ kiếm những cái linh kiện khác nha các bạn. Và mình sẽ gắn vào đây. Sau đó mình sẽ cắm nguồn xem cái men có hoạt động không nha các bạn. Mời các bạn theo dõi tiếp cùng mình. Rồi, sau khi mình đã kiếm được các linh kiện để mình thay thế vào vị trí này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình xi lại chân chì nha các bạn. Mình xi lại chân chì và mình sẽ gắn các diode tụ điện trở vào vị trí này. Sau đó mình sẽ cấp nguồn nha các bạn, cho các bạn xem là máy có lên hình hay không.
bây giờ mình rồi các bạn quan sát xem mình đo có 19 vào không nhé các bạn. Ok rồi, có 19 vào bên trong nha các bạn, 19 đã vào bên trong. Ok, 5V 3V đã có rồi nha các bạn. À, ok các bạn, như vậy 5V 3V đã có rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ kích nguồn và mình cho các bạn xem là máy có xuất hình hay không nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn rồi bây giờ các bạn quan sát. Rồi máy có dòng boost nha các bạn. Đó, máy có dòng boost. Rồi các bạn quan sát đồng hồ dòng của mình, có máy có dòng boost. Rồi. Rồi, máy đã lên hình nha các bạn. Ok. Rồi, máy đã lên hình. Ok, như vậy là nguyên nhân là do máy bị vô nước nha các bạn. Sau khi mình xử lý khu vực nguồn đầu vào thì máy đã xuất hình. Máy đã xuất hình rồi. Như vậy video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.